Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc Sĩ Kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay một thông tin rất là vui mà Kẹo muốn gửi đến anh em. Xe máy của chúng ta đã cho phép là hai người ngồi lên rồi nha mọi người ơi. Một vị trí lái xe và một vị trí vào xe. Đấy, ui rồi, anh em thấy không ạ? Phải nói là trông rất là thú vị luôn. Và tôi biết là anh em cũng đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì gà rán mới cho phép chúng ta ngồi lên xe trong phiên bản OB21 nha mọi người. Vâng, mình thấy là xe cũng đã được thiết kế lại trông rất là ngầu luôn nha mọi người. Ok, và bây giờ let's go thôi nào. Thì hôm nay nhá, là mình lâu lắm rồi cơ không có chơi cùng với người bạn của mình, đấy là SK sát thủ. Ui, vãi, bắn kinh thế bạn ơi, từ từ thôi. Thanh niên làm gì mà căng vậy, từ từ. Chúng ta là những người anh em thiện lành cơ mà. Ui dồi ôi, ông lại bắn nhanh thế để có mà la liếm hết mạng của tôi đúng không nào. Thôi thì nói chung là giỡn xíu. Chưa team mình chơi với nhau thì rất là hòa đồng luôn. Ui, vãi trưởng, vãi cả trưởng. Sao chú dám chơi đồng đội anh vậy? Ok bạn ơi, bình tĩnh. Không sao, chưa chết được bạn ạ. Đậu xanh này láo nhờ. Hai thằng nó dám ăn đồng đội của mình cơ. Thì hôm nay là chúng ta sẽ nói sơ qua một xíu về phiên bản OB21. Ngoại trừ có nhân vật mới này, pet mới này, rồi là chế độ chơi mới ra này. Đấy, xe máy cũng thay đổi như vậy. Và tôi nghĩ rằng là với cái sự thay đổi như vậy thì anh em yên tâm đi nhá, là chắc chắn là sẽ có thêm nhiều skin xe máy mới. Đấy, để cho anh em gọi là tha hồ lai gấu lai người yêu, anh em gọi là tắn gái là chính. Chứ còn là cái con xe đấy trong game Free Fire thì thật sự để mình nói là xe máy trong game Free Fire nó hơi bị phế. Đơn giản là khi các bạn ngồi lên xe, địch nó bắn xấy nát đầu anh em, xe vẫn còn nguyên. Đấy là những cái chia sẻ tâm sự thật lòng của Kẹo đến với anh em mà lại. Rồi nha, ui vãi, vẫn đang còn người cơ hả? Ui đông vậy, ok, nữa hả? Cái đậu xanh này, yes, tuổi gì em và 5 kill rồi anh em ơi. Ui, nhưng mà người đồng đội của mình đã ra đi mất rồi. Anh em ơi, các bạn nhớ like cũng như là anh em chia sẻ cái video này giúp Kẹo nhá. Dạo này thì kênh mình nó hơi bị mất tương tác, thế nên là nhờ anh em chia sẻ giúp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cũng như là bạn nào fan mới vào xem mà chưa đăng ký kênh, các bạn cho mình một lượt đăng ký kênh luôn ạ. Rồi nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Vâng, thì nói chung là chúng ta chém gió về phiên bản OB21 một xíu thế thôi. Hiện tại thì mình là một trong những người streamer đầu tiên được trải nghiệm phiên bản OB21 rồi nhá mọi người nhá. Đấy thì cơ bản là nó không có thay đổi nhiều. Chỉ là thay đổi về nhân vật mới, pet mới và thay đổi về xe máy này, chỉnh sửa một số những cái thứ trong game. À, và còn có cả một thứ nữa, đấy là bom mù nha anh em. Ok ok, một quả bom mù hay còn gọi là bom khói hay là smoke. Ok, thì tôi sẽ sớm lên video cho anh em nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Tin vui dành cho tất cả mọi người, đấy là sắp tới thì mình sẽ làm lại series thám tử Free Fire, bởi vì là được rất nhiều những cái lượt ủng hộ trên Facebook này. YouTube thì có thể là kênh đang mất đề xuất nên là view hơi ít thôi. Rồi nha, ok. Ui, vãi cả trưởng này, đậu xanh này làm sao. Cũng như là anh em đang rất là ủng hộ mình trên TikTok về cái chủ đề thám tử, thế nên là mình sẽ sớm lên video thám tử Free Fire lại. Chắc là sớm nhất thì có thể là ngày mai nhá. Ngày mai sẽ có video thám tử tiếp tục, gọi là suy luận với IQ xàm xí kiêu địch. Rồi nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ui, phái trưởng, phái trưởng nhỉ. À, nhảy xuống dưới cả. Ui dồi ôi, đáng thương chưa, thằng bé vừa nhảy xuống dưới cái lần quay ra ngã chết luôn anh em. Đúng là số nhỏ bạn ơi, số nhỏ thế thì chơi gì hả. Rồi nha, ok, anh em yên tâm nha, sẽ sớm có video thám tử Free Fire để cho anh em tiếp tục coi nhá. Ngoài ra thì các bạn có bất cứ một cái thử thách gì hay là anh em có góp ý gì, các bạn đừng ngần ngại, hãy comment ngay bên dưới video nha. Thì Kẹo sẽ cố gắng sửa đổi hoặc là làm những cái nội dung mà anh em yêu cầu được chưa ạ. Cũng như là lâu lâu sẽ có một cái video gọi là question and answer, những câu hỏi và cái cách mà Kẹo trả lời chẳng hạn đây. Rồi nha, ui vãi nhở. Qua đây chuẩn bị vàn nó luôn này, đậu xanh nhở thật nào. Ui,
Chú làm gì ở dưới vậy? Anh lại sợ chú quá cơ. Thông tin thêm cho các bạn là hiện tại thì mình đã quay trở lại livestream trên NonoLive rồi nhá. Ui vãi. Từ từ anh em, hai đứa luôn, anh em chờ tôi xíu nhá. Rồi, chạy cái đã. Thì ID NonoLive của mình là 4739 7760. Các bạn nhớ follow nha. Thì mình sẽ livestream trên NonoLive theo khung giờ là từ 19 giờ đến 22 giờ mọi người nhá. Mày tính ăn tao đúng không nào? Ăn tao mà đâu có được hả em ơi? Rồi nha, ok, xong luôn. Đấy, anh em thấy đơn giản không ạ? 6 kill nhẹ nhàng. Ơ mà thằng kia nó lại tự sát luôn à? Ôi vãi. Chắc kiểu như là lại cặp đôi chơi game với nhau rồi. Ui vãi. Rồi nha. Hình như là thằng bé xài VSS thì phải, nghe mấy cầu máu rất là đau luôn anh em thấy không ạ? Nó bắn vào người tôi cái rút máu trông kinh khủng luôn. Thật sự kinh khủng luôn anh em ạ. Rồi nhá, 20 người chơi nữa thôi. Không sao, người đồng đội của tôi đai rồi thì một mình tôi vẫn gáy tốt à. Khó chịu vãi trưởng ra. Cái kiểu này là kiểu dính đạn từ VSS, nó rút máu từ từ hay sao anh em ạ? Trông kiểu khó chịu vãi. Có giỏi mày ra đây. Mày như là thằng bé kia, tôi nghĩ là tại sao trong cái khu này mà mình lại không nhìn thấy nhở? Ờ và ai nhở? Đôi lúc mình cảm giác kiểu khoai vãi nhở. Thế là rốt cuộc nó đang ở đâu? Rồi nha, ok, combo và kẹo đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc chiến đấu. Đấy là Scar và MP40, một combo súng mà phải nói là khá là ổn đấy, khá là ngon đấy. Đậu xanh. Anh em chờ xíu nhá. Để tôi lên trên đã coi nào. Ngay vùng danger mà nên là chúng ta sẽ tránh một xíu nhá. Ui, thằng nào lái xe đấy. Ui rồi, thôi. Bắn con xe đấy thì khá là khó nên là bắn nó chỉ tốn đạn thôi nên là mình không bắn. Coi như là tha cho nó vậy. Tí nữa nếu như mà nó còn sống thì chắc chắn là chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi bạn ơi. Người anh em thiện lành. Nhờ tất cả những các bạn mà fan yêu quý mình thì các bạn nhấn like anh em chia sẻ cái video này giúp mình nhá, ok được chưa ạ? Bạn nào fan mới vào xem, nếu như mà anh em thấy thích kẹo hoặc là thích những video của kẹo thì các bạn có thể là đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Ủi vãi. Thằng quân đoạn đúng không nào? Nãy giờ mày cắn trộm tao đúng không nào? À, đậu xanh mất dậy à? Được rồi, ok anh em ơi. Tôi sẽ sớm cho nó lên bản điểm số anh em ơi. Ra đây bạn ơi. À, quân đỏ chứng tỏ ca ve này, ngồi đấy lút đồ à? À, ngáo rồi, chắc thằng bé đang hết đồ. Thế này thì lo gì đúng không nào? Chuẩn bị nhá anh em nhá. Mình thì mình hết máu rồi cơ, mình cũng hết máu rồi nên là phải nói là tình huống tầm này hơi căng. Nếu như mà nó đầy cây thì mình ăn nó hơi khó này. Mày này, đậu xanh này. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Cơ bản pha đấy thằng bé không kịp nhảy vào cửa sổ nên là ra đi hơi bị sớm. Úi rồi, ngon này đấy. Thế là mình lại có máu rồi. Đậu xanh vãi trưởng nhờ, kiểu pha lúc nãy kẹt vãi anh em ơi, máu còn không có để mà cuốn. Nên là hơi xoắn quẩy, còn bây giờ thì mọi thứ đã khá là ok rồi. Ơ, cái hòm sát đây. Tôi tưởng là hòm sát nó đâu cơ, thì ra là cũng ở ngay đây thôi. Đấy, biết ngay mà, thằng bé cầm VNS đạn tử thần thảo nào, trời ơi. Bắn nó rút máu đau vãi luôn anh em. Đậu xanh chứ lại. Rồi nha đây. Chuẩn bị nào, let's go nào mọi người ơi. Tầm này thì còn lại 16 người chơi nữa trong ván đấu này nha. Nên là cứ từ từ thẳng tiến lên trên đi kiếm kill thôi đúng không nào. Phía trên kia là thính hay là xe ấy nhở? À xe. À bên này có người đây. Mày từ đâu hả em ơi? Chạy đâu cho khỏi đáng hả em ơi? Ui nó vẫn chạy được. Nó vẫn chạy được luôn. Rồi nha, có lẽ là mình sẽ lên tạm phía này trước cái đã. Lên trò đi anh em ơi, lên trò đi. Ok. Để xem là nó chạy qua phía nào đã. Đấy, nên là mình cứ lên trò tạm thôi. Ui nhanh phết nhở, nhẹ nhàng cái 7 kill rồi anh em nhở. Nó cũng đơn giản sương sương thôi. À đậu xanh này phía 15 độ nhá. Có một đứa đang ngồi canh mình nhá. Oh man, hay lắm em ạ, hay lắm. Được, mà tầm này thì bon đang thu lại rồi anh em ơi, thế nên là có lẽ là cũng hơi căng đấy. À đậu xanh hơi căng đấy anh em đừng đùa. Nó mà xuống dưới kia, nó xuống ngay trụ điện nó ngồi canh tôi thì có bà vãi cả lúa. Đấy, ui thằng nữa hả? Ôi thôi rồi anh em ơi, hình như là có hai đứa phía sau trụ điện luôn cơ. Vãi, chúng nó chơi thế này thì thôi xong hỏng rồi. Sát thủ team mình thì nó đai từ cái lúc mút mùa hoa quýt nào rồi, bây giờ còn mỗi tôi gáy thôi anh em ơi. Vãi nhờ bạn ơi, anh em chơi thế chết mình đấy. Ui đây, thế là có hai đứa nhá. Oh man, vãi cả trưởng, đậu xanh này ghê vậy, ai chơi
Khổ lắm cơ, các ông chơi thế này thì có phải chết tôi à? Tôi có một mình thôi. Đậu xanh này. Đấy, anh em thấy chưa? Hai đứa luôn nhá. Oh man này, nốc một đứa này làm sao? Yes, xong luôn. Oh man, 9 kill, ngon anh em ơi. Thế là giải quyết xong hai đứa nhá. Ui, công nhận nãy mình sợ vãi trưởng ra. Đấy, thì tôi vừa tranh thủ ăn cây nấm kiếm thêm tí EP. Hai thằng nó xuống đây, nó đứng, nó quay mình luôn anh em ơi. Mà mình thì bất lợi vãi, bởi vì là bo nó cũng sắp thu lại mà. Ui, lâu lâu gặp mấy quả tình huống khoai thế này. Đúng là thoát team anh em ơi, thoát team thật sự luôn. Đây, đổi lại qua cây AK này. Được rồi nha mọi người. Với bông keo này, có bông keo này. Ngon, thế là lại có thêm bông keo xài rồi. Đấy, có càng nhiều bông keo anh em không lo gọi là chết sớm nhá. Đấy, đơn giản là bông keo thì anh em có thể là dựng khi mà kẻ địch nó bắn úp bất ngờ. Thì đấy là một tính năng khá là quan trọng của bông keo. Khi mà trận đấu nào thì các bạn cũng cần bông keo các bạn đúng không? Anh em nhá, cứ thử đặt ra một cái câu hỏi. Khi mà một trận đấu các bạn không có bông keo, các bạn chơi nó có khốn không? Có chứ. Bị địch nó quay cho mà không biết là chạy đâu, nó còn sấy cho SML thì đúng là xanh mộ đúng không nào? Nên là anh em nhá, chơi game nhá, cứ cố gắng kiếm thật nhiều bông keo cho mình. Đấy nó là cái bài học kinh nghiệm mà bài học xương máu mình đã chết rất là nhiều lần bởi vì không có bông keo rồi. Ok nha, 9 thằng nữa, hóng nào. Rồi nha, ok. Mình cũng lượn lờ quen đây thôi. Hiện tại thì mình cũng đã có được 9 kill rồi. Oh man, ngon phết luôn anh em. Ngon phết đừng đùa nhở. Thì lý do tại sao mà mình chưa chơi con nhân vật mới Zota đơn giản là mình không thích lắm. Mình thấy là Alok nó vẫn ngon hơn và nó phù hợp với cái tính cách leo rank của mình. Đấy là mình chơi game cục xúc vãi trưởng. Và mình có đây Alok, add tính năng của Kelly và add tính năng của Joseph nữa anh em. Những tính năng mà hỗ trợ anh em chạy nhanh nó rất là tốt. Đấy, chuẩn bị lên phía trên thôi anh em ơi. Ui mà công nhận là cũng đang còn đông người phết nhở. Quả bo nhỏ xíu nhở. 8 đứa nhở. Bo nó cũng nhỏ phết anh em, không phải bo to đâu. Đậu xanh mà không hiểu sao là chúng nó trốn đâu rồi nhở. À được, anh xem các chú trốn đâu. Đâu? Ui đây có người à, một đứa này. Một đứa này, mày à, láo với anh à. Ui, hai đứa kia luôn anh em ơi. Úi dồi ôi, lại gặp team này rồi, vãi thế. Kiểu này lại bị ăn quay rồi, đậu xanh. Đậu xanh thế này chơi gì, úi dồi ôi, mỗi đứa quay một phía luôn. Vãi trưởng, anh ơi. Anh ơi anh làm gì đấy? Một đứa nóc này, thằng kia ra đây. Ra đây em ơi. Ra đây. À, đứng cứu nhau cả. Xong luôn. Yes, 12 kill. Thanh niên này tuổi gì? Úi dồi, ngon. À xin ngon anh em. Được đấy. Ok, quần máu cái đã. Quần máu nốt phát xong chạy bo anh em ơi. Rồi anh em yên tâm là tôi vẫn quần máu kịp. Let's go này. Đấy, thằng nào ở đây? Có ai nữa không đây? Ngon lành nhờ, 12 kill nhẹ nhàng sương sương nhờ anh em nhờ. Đã quá nhờ, ui vãi cả trường. Phía trước có một keo này, ui mình hết một keo rồi. Ui thôi xong rồi, phóng lựu à. Ui thôi. Số xui anh em ạ, số xui phải chịu thôi. Nó cầm phóng lựu thế thì né bằng trời. Rồi nha, tập này bye bye anh em. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Love my fan.